Thân chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở buổi học trước, cô đã giới thiệu với các em về tọa độ cực và cách đổi biến sang tọa độ cực từ tọa độ đề các vuông góc. Muốn tính một cái bài tích phân bội 2, chúng ta sẽ đổi biến từ tọa độ đề các sang tọa độ cực để đưa một cái bài toán khá là phức tạp sang một cái bài toán đơn giản hơn. Và bài học hôm nay, cô sẽ cho các em nhiều bài tập về tính tích phân bội 2 bằng cách đổi biến sang tọa độ cực. Và cô mời các em xem tiếp cái ví dụ về đổi biến sang tọa độ cực trong tích phân bội 2. Cô gọi ví dụ này là ví dụ thứ 2. Vì buổi học hôm trước thì cô chỉ giới thiệu các em một ví dụ thôi. Cô mời các em xem ví dụ. Tính tích phân sau đây. Tích phân trên miền D của hàm căn bậc 2 x bình cộng y bình dx dy. D là miền như thế nào? Trên miền D là 1/4 hình tròn đóng tâm ô bán kính là 1. D chỉ là 1/4 hình tròn. Hình tròn ở đây là chúng ta lấy hình tròn đóng tâm ô bán kính 1, nhưng mà 1/4 là lấy 1/4 ở góc 1/4 thứ mấy? Đây là phương trình, bất phương trình thể hiện hình tròn đóng tâm ô bán kính 1. X bình cộng y bình bé hơn hoặc bằng 1. X lớn hơn hoặc bằng 0, y lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy là chúng ta sẽ lấy 1/4 hình tròn nằm ở góc 1/4 thứ nhất. Góc 1/4 thứ nhất các em. X dương và y dương nè, x y không âm ở góc 1/4 thứ nhất. Để đổi biến sang tọa độ cực thì trước hết chúng ta đặt x là gì kem? Cô nhắc lại ha, đặt x là r cos phi, đặt y là r sin phi. M là một điểm bất kỳ bên trong miền D. Miền D là miền mà chúng ta cần tính tích phân. Thì r là module của vector OM, còn phi là góc hợp bởi chiều dương của trục OX đến vector OM, tính theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, mà ở đây ta sẽ gọi là chiều dương. Trước hết thì cô mời các em xem hình vẽ minh họa cho miền D. Ví dụ đây là miền D nè. Miền D là một cái miền màu hồng đó. Nó là 1/4 hình tròn tâm ô bán kính là 1. Đây là miền D. Bây giờ chúng ta lấy một điểm M bất kỳ bên trong miền D nha các em, bất kỳ. Nhưng mà trong hình vẽ này để cho dễ thấy thì cô sẽ lấy điểm M là nằm trên biên của miền D. R là module của vector OM, phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vector OM. Nếu điểm M mà di chuyển bên trong miền D, điểm M chạy nha các em, điểm M là di chuyển bất kỳ. Nếu điểm M ở đây, giao điểm của đường tròn của trục OX nè, điểm M mà nằm trên trục OX luôn, thì lúc đó góc phi là bằng bao nhiêu các em? Góc phi là bằng 0. Nếu điểm M bắt đầu di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ thì góc phi sẽ càng ngày càng tăng. Góc phi càng ngày càng tăng, nếu mà điểm M nằm trên trục OY luôn thì góc phi là bao nhiêu? Tính từ OX tính lên. Các em nhớ là góc phi phải tính từ OX, tính đến với tô em, nhưng mà tính theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Nếu điểm M mà nằm trên OY thì góc phi là pi chia 2. Như vậy miền D này có góc phi dao động từ 0 đến pi trên 2. Có thể giải thích một cách khác là cái miền D này nó được giới hạn bởi hai tia OX và OY ở hướng dương nè. Cái tia OX này, cái tia này là trùng với tia phi bằng 0. Và cái tia OY ở hướng dương nè, tia này là tia phi bằng pi trên 2 nè. Miền D nó được giới hạn bởi hai tia OX là phi bằng 0, OY là phi bằng pi trên 2. Vậy góc phi là dao động là từ 0 đến pi trên 2. Giải thích như vậy cũng được. Còn R thì dao động từ 0 đến 1. Cái đường biên của hình tròn đóng á là đường biên của miền D. Miền D là 1/4 hình tròn đóng tâm ô bán kính 1. Vậy các em biết là cái đường biên này có phương trình là R bằng 1. Do đó là R nhỏ này là module của tô em là dao động từ 0 đến 1. 1 là giá trị lớn nhất ha. Giá trị lớn nhất.
Nhắc lại một lần nữa, cận của miền D các em. Cận của miền D gốc phi là từ 0 đến pi trên 2. R là từ 0 đến 1. Nếu mà dựa vào hình vẽ thì chúng ta sẽ xác định được cận của miền D như thế. À, bây giờ chúng ta trình bày bài toán như sau. Trước hết thì các em phải ghi đặt xy ha, các em đổi biến qua r phi. Đặt x là r cos phi. Rồi, đặt y bằng r sin phi. Đây chính là bất phương trình. Bất phương trình mà thể hiện cái đường tròn, cái hình tròn đóng tâm ô bán kính 1 đó. X bình cộng y bình bé hơn hoặc bằng 1. X bình cộng y bình là bằng r bình phương. Như vậy bất phương trình này tương đương là r bình bé hơn hoặc bằng 1. Vậy đáng lẽ là r sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Nhưng mà r là một cái bán kính, là mô đun của một vector, là không âm. Do đó ta chỉ nhận nghiệm là từ 0 đến 1 thôi. Như vậy là r bình bé hơn hoặc 1, nhưng chúng ta chỉ nhận là r lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1, vì lý do là r không âm. Và cận của miền D, như đã xác định dựa vào hình vẽ, gốc phi là từ 0 đến pi trên 2. 0 đến pi trên 2. R là từ 0 đến 1. Giờ chúng ta tính tích phân nha các em. Tính tích phân đề cho nè. Tích phân đề bài cho là tích phân trên miền D căn bậc 2 của x bình cộng y bình phương dx dy. Chúng ta sẽ ghi cận của phi trước. Ở đây cô ghi cận của phi trước nè. Thực ra các em cũng có thể ghi cận của biến r trước vẫn được. Chúng ta có thể viết là tích phân từ 0 đến 1 dr. Rồi tiếp theo là tích phân từ 0 đến pi trên 2. Rồi, hàm dưới dấu tích phân là căn của r bình. Căn của r bình là r. Nhân thêm Jacobi là r nữa là r bình phương. À, các em có thể ghi cận của r trước cũng được, cận của phi trước cũng được. Vì sao? Vì cận của phi và r đều đi từ một hằng số đến một hằng số. Ở đây là cô ghi cận của phi trước. Tích phân trên miền D của hàm số đã cho bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 d phi. Tiếp theo là tích phân từ 0 đến 1. 0 đến 1. Căn của r bình, căn của x bình cộng y bình thì các em đổi sang tọa độ cực, nó là căn của r bình là r. Nhân thêm Jacobi r nữa là r bình phương dr. Các em nhìn hai tích phân này, đây cũng là một trường hợp đặc biệt. Các em thấy là cận của phi á, là đi từ một hằng số đến hằng số. Cận của r cũng đi từ một hằng số đến hằng số. Do đó hai tích phân này, chúng ta tính tích phân nào trước cũng được. Tính hai tích phân độc lập, rồi nhân đáp số lại. Tích phân theo biến phi là bằng bao nhiêu các em? Đây là tích phân từ 0 đến pi trên 2 của hằng số là 1 nè. Tích phân này là bằng lấy cận trên trừ cận dưới thôi các em, là bằng pi trên 2. Tích phân theo r, r bình phương có nguyên hàm là r mũ 3 trên 3. Hé cận từ 0 đến 1, r mũ 3 trên 3 hé cận từ 0 đến 1 là bằng 1/3. 1/3 các em nhân cho pi trên 2 là bằng pi trên 6. Và đây là đáp số của ví dụ thứ hai. Như vậy là chúng ta vừa làm xong ví dụ thứ hai. Đó là tính tích phân bội 2 trên một cái miền D là 1/4 hình tròn mà nằm ở góc phần tư thứ nhất. À, còn nếu mà miền D nằm ở góc phần tư thứ hai thì sao? À, thì có cận là phi vẽ r. À, thay đổi như thế nào? À, cô mời các em xem tiếp một cái ví dụ khác khi mà chúng ta thay đổi miền D. Ví dụ số 3, tính tích phân sau đây. Tính tích phân của hàm x nhân y bình phương trên miền D. À, D là gì? D cũng vẫn là 1/4 hình tròn đóng tâm ô bán kính 1, nhưng mà lấy ở góc phần tư x bé hơn hoặc bằng 0, y lớn hơn hoặc bằng 0. Miền D là 1/4 hình tròn đóng tâm ô bán kính 1. Lấy ở góc phần tư thứ mấy các em? X âm và y dương. X âm và y dương đã là góc phần tư thứ hai.
Nhận xét là cái miền D này 1 phần 4 hình tròn là giống như ở ví dụ 2. Nhưng mà đổi ở góc phần tư nghĩa là nó không phải chúng ta xét cái miền D nằm ở góc phần tư thứ nhất mà miền D nằm ở góc phần tư thứ hai. À, như vậy thì có điều gì khác so với ví dụ thứ hai? Bây giờ cô mời các em xem hình minh họa của miền D. Ví dụ đây là miền D. Miền D là 1 phần tư hình tròn tâm ô bán kính 1. Ở góc phần tư x âm và y dương. X âm và y là dương. Đây là miền D. Bây giờ các em lấy một cái điểm M bất kỳ. Một cái điểm M bất kỳ bên trong miền D đi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xác định R và phi. Phi là góc nào? Phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vectơ OM nè. Cái miền D này nó được giới hạn bởi hai tia. Đó là những góc nào các em? Tia nào và tia nào? OI nè. Chiều dương của trục OI, đây là tia phi bằng bao nhiêu radian? À, bao nhiêu radian? OI là phi bằng pi trên 2. Phi bằng pi trên 2. Và cái tia thứ hai là chiều âm của trục OX nè. Chiều âm trục OX đây là tia phi bằng bao nhiêu? À, phi bằng pi. Đây là tia phi bằng pi. Như vậy miền D được giới hạn bởi hai tia phi bằng pi trên 2 và phi bằng pi. Như vậy thì góc phi sẽ dao động từ đâu đến đâu các em? Góc phi sẽ dao động từ pi trên 2 đến pi ha, pi trên 2 đến pi. Đề bài toán thì cho là hình tròn tâm ô bán kính 1, hình tròn đóng tâm ô bán kính 1. Như vậy đường biên của miền D sẽ là R bằng 1. Giống ví dụ 2 ha các em, bài này thì giống ví dụ 2 về bán kính. Bán kính R là dao động từ đâu đến đâu? Các em nhìn thấy đây số trừ 1 ha, đây có số trừ 1. Vì x âm đó, cái điểm này là điểm có tọa độ là trừ 1, 0 nè. Cái miền D của chúng ta là nó nằm ở cái miền mà x âm. Thì có cái số trừ 1 này, tuy nhiên cái R này mình hiểu là mô đun của vector OM. Nó là mô đun của một vector thì nó là không âm, luôn luôn lấy giá trị là số từ 0 trở đi thôi. Như vậy trong trường hợp này là R vẫn là dao động là từ 0 đến 1. R là dao động từ 0 đến 1. Rồi, như vậy cận của miền D như thế nào? Chúng ta viết lại nè. Cận của miền D gốc phi là từ pi trên 2 đến pi. Gốc phi là từ pi trên 2 đến pi. Còn bán kính á là từ 0 đến 1. Như vậy nếu như mà ta đổi cái miền D. Bây giờ các em nhận xét, nếu như miền D nằm ở góc phần tư thứ nhất á. Góc phần tư thứ nhất thì phi là từ 0 đến pi trên 2. Nếu mà hình tròn vẫn là bán kính 1 á, thì R từ 0 đến 1. Bây giờ chúng ta sẽ quay cái miền D đó. À, quay miền D. Quay miền D một cái góc 90 độ đi. Miền D bây giờ sẽ nằm ở góc phần tư thứ hai. À, nếu miền D nằm ở góc phần tư thứ hai thì góc phi bây giờ sẽ là pi trên 2 đến pi. À, pi trên 2 đến pi. R vẫn là từ 0 đến 1. Đây là bài toán mà chúng ta đang giải nè. Còn nếu mà bây giờ các em muốn làm thêm á thì về nhà các em sẽ tự làm ha. Các em sẽ đặt ra cái vấn đề là bây giờ các em quay cái miền D một góc 90 độ theo chiều ngược kim đồng hồ tiếp theo thì miền D này nằm ở đâu? Cái miền D này sẽ nằm ở góc phần tư thứ ba các em. Nằm ở cái khu vực mà x âm y âm nè. X âm y âm á. Cái miền D nằm ở góc phần tư thứ ba này thì cái góc phi sẽ dao động từ đâu đến đâu? À, các em sẽ tự giải bài toán ha, tự đặt trường hợp và tự giải luôn. Và cô sẽ gợi ý là góc phi là từ đâu đến đâu nếu miền D góc phần tư thứ ba các em là từ pi nè, pi cho đến 3 pi chia 2. Hoặc là các em có thể làm là từ trừ pi đến trừ pi trên 2 cũng được à, để nếu góc phần tư thứ ba. Và bây giờ chúng ta thử tiếp tục xoay cái miền D này một góc, nếu nó đang nằm ở góc phần tư thứ ba mà mình xoay một góc 90 độ nữa à, theo chiều ngược kim đồng hồ, góc phần cái miền D này sẽ nằm ở góc phần tư thứ tư. Góc phần tư thứ tư. Phần tư thứ tư là ở khu vực là x dương và y âm nè. Các em tự đặt ra bài toán trường hợp mới này luôn ha, và các em giải luôn. Nếu mà miền D nằm ở góc phần tư thứ tư này
Thì gốc phi là từ đâu đến đâu? Gốc phi là từ đâu đến đâu? Từ trừ pi trên 2 đến 0. Hoặc là các em có thể xác định là từ 3 pi trên 2 đến 2 pi. À, có hai cách. Chúng ta xác định là gốc phi sẽ dao động từ 3 pi trên 2 đến 2 pi cũng được, mà từ trừ pi trên 2 đến 0 cũng được. Và trong bốn trường hợp thì nếu D là hình tròn hay là một phần tư của hình tròn đóng tâm ô bán kính 1 thì R luôn luôn dao động là từ 0 đến 1. Các em nên là nhận xét là nên biến cái bài toán đề cho ở đây thành một cái bài mới bằng cách là xoay miền D sang góc phần tư thứ ba và sau đó lại tiếp tục xoay cái miền D sang góc phần tư thứ tư. Tự đặt ra hai bài mới và tự giải. Trở lại ví dụ của chúng ta. Đang nằm miền D đang nằm ở góc phần tư thứ hai nè. Như vậy là gốc phi là từ pi trên 2 đến pi và R là từ 0 đến 1. Bây giờ chúng ta tính tích phân nha các em. Tích phân đề cho. Trước hết thì các em cần trình bày là đặt x là bằng r cos phi, y là bằng r sin phi. Và r từ 0 đến 1. Cái phần mà r từ 0 đến 1 này thì cũng giải giống như là cái ví dụ trước, các em ghi bất phương trình của hình tròn đóng. Giải ra r là từ 0 đến 1. Cận của miền D chúng ta viết lại. Cận của miền D phi từ pi trên 2 đến pi, r từ 0 đến 1. Và tích phân sẽ được viết như sau. Các em có thể viết tích phân theo biến r trước và cũng có thể tính tích phân ghi tích phân theo biến phi trước. Ở đây thì cô ghi tích phân theo biến phi trước. Tích phân từ pi trên 2 đến pi d phi. Đây là tích phân theo biến phi. Rồi tiếp tục nè. Tích phân từ 0 đến 1. Hàm dưới dấu tích phân là gì? X là gì? R cos phi. Y là R sin phi. Tất cả bình phương. X là R cos phi là có một chữ R. Y bình phương là R nhân sin phi bình phương. Vậy là có R bình phương. R bình phương và một chữ R của X là R mũ 3. Nhân thêm trị tuyệt đối của Jacobi là một chữ R nữa. Tóm lại là chúng ta có R mũ mấy kem? Tóm lại là chúng ta có R mũ 4. Cos phi này là nằm trong cái giá trị của x nè. Cos phi này nằm trong giá trị của x. Và cái sin phi ở đây sẽ là sin bình phi. Trên màn hình này thiếu bình phương nha các em. Đây phải có bình phương, y bình phương đó. Y bình phương là chỗ này phải là sin bình phương phi nè, sin bình phương phi. Nhân thêm trị tuyệt đối Jacobi là R là biến thành R mũ 4 rồi. Một chữ R của x nè. R bình phương của y bình phương là R mũ 3. Thêm một chữ R của Jacobi nữa là R mũ 4. Rồi. Cos phi này là của x nè, x là R cos phi, đây là cos phi. Y bình phương là sin phi bình phương. Là sin phi tất cả bình phương đó. Ở đây là sẽ là sin bình phi. Các em sẽ giải bài này bằng cách là các em ghi là sin bình phương phi. Trên màn hình là thiếu bình phương nha, cô nhắc lại các em là ở đây có bình phương. Và cos phi nhân sin bình phi á, các em mới viết cái hàm mà đứng trước chữ d phi này nè. Các em viết hàm đứng trước chữ d phi này, các em tính tích phân. Rồi. Còn tích phân theo chữ r á, r ở đây là r mũ 4. Tích phân thì 0 đến 1 r mũ 4 dr. Cos phi nhân sin bình phi thì chúng ta sẽ viết phía trước ở đây. R mũ 4 này lấy nguyên hàm là R mũ 5 trên 5. R mũ 5 trên 5 thế từ 0 đến 1 là ra 1 phần 5. Còn tích phân từ pi trên 2 đến pi cos phi sin bình phương phi d phi. Các em viết cos phi và sin bình phi vào vị trí này. Thì sau đó các em đặt T là bằng sin phi đi. Các em đặt T là sin phi thì nguyên hàm sẽ là trước hết là đặt t bằng sin phi, các em tính dt, dt là bằng cos phi d phi. Như vậy là tích phân từ pi trên 2 đến pi cos phi sin bình phi d phi sẽ bằng tích phân của t bình phương dt. Còn cận thì sao? T bình phương dt. Còn cận. Nếu mà phi bằng pi trên 2, các em đặt T là bằng sin phi. Vậy nếu phi bằng pi trên 2 thì sin phi á sẽ bằng 1. Nghĩa là T bằng 1 đó. T là bằng sin phi.
phi bằng bi trên 2 thì sin bi trên 2 bằng 1, vậy t bằng 1. Nếu phi bằng bi, sin bi á là 0, vậy t bằng 0. Vậy tích phân từ bi trên 2 đến bi cos phi sin bình phi d phi là bằng tích phân từ 1 đến 0 t bình phương dt. À, vậy các em tính nguyên hàm là, các em sẽ tính nguyên hàm là t mũ 3 trên 3 và thế cận là từ 1 đến 0. T mũ 3 trên 3, thế cận từ 1 đến 0, đáp số sẽ là trừ 1 phần 3. À, trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 3 nhân với 1 phần 5, vậy là trừ 1 phần 15. Và đáp số của bài toán sẽ là trừ 1 trên 15. Ở đây là các em tự tính tích phân này, ha, như cô vừa ví dụ và giới thiệu ra. Các em nhớ là điền chỗ này là sin bình phương phi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc một ví dụ này. Ví dụ thứ tư, tính tích phân sau đây. Giả sử bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân một cái bài phức tạp hơn chút xíu là có cái hàm lượng giác nha các em. Tuy nhiên nhìn thấy hàm thì phức tạp, nhưng mà sau khi đổi biến sang tọa độ cực thì cũng trở thành một cái bài toán rất là đơn giản. Ví dụ chúng ta sẽ tính tích phân trên miền D nè, của cái hàm là sin của căn x bình cộng y bình trên căn bậc 2 của x bình cộng y bình dx dy. Với D là hình gì? Với D là miền nằm giữa hai đường tròn. Nằm giữa hai đường tròn. X bình cộng y bình bằng bi bình phương trên 4. X bình cộng y bình bằng bi bình phương. Đây là đường tròn tâm máy bán kính máy kem. Đây là đường tròn tâm tâm ô tọa độ 0,0, góc tọa độ đó bán kính là bi trên máy. Bi trên 2 nè, bán kính bi trên 2. Đường tròn thứ hai là đường tròn tâm máy bán kính máy. Đây chính là đường tròn tâm ô, bán kính là bi. Rồi, nếu các em muốn vẽ miền D thì các em cần vẽ hai đường tròn. Đường tròn tâm ô bán kính bi trên 2 và đường tròn tâm ô bán kính bi. D là miền nằm giữa hai đường tròn. Cái miền này người ta còn gọi tên là hình vành khăn. À, hình vành khăn. Để đổi biến sang tọa độ cực thì bây giờ cô mời các em xem hình vẽ của miền D trước. Dựa vào hình vẽ này chúng ta có thể xác định được cận của R và phi rất là dễ dàng. Các em cần vẽ hai đường tròn nè. Một cái đường tròn là tâm ô bán kính là bi chia 2. Vậy phương trình của cái đường biên của đường tròn nhỏ đó, phương trình của đường tròn nhỏ đó là R bằng bi trên 2 nè. Đó là phương trình trong tọa độ cực. Đường tròn tâm ô bán kính bi trên 2, nhưng mà phương trình trong tọa độ cực là R bằng bi trên 2. Rồi, cái này là dễ hiểu, vì các em đã xác định được từ những ví dụ trước đó, làm sao suy ra được R bằng bi trên 2 đó. Một cái đường tròn lớn nè, đường tròn lớn là tâm ô bán kính bi. Tâm ô bán kính bi. Đường tròn lớn này mà viết phương trình trong tọa độ cực nó sẽ là R bằng bi. Phương trình đường tròn nhỏ là gì? R bằng bi trên 2. Và phương trình của đường tròn lớn là R bằng bi. Đây là cái miền màu hồng nè các em. Bỏ cái miền màu trắng này ra nha, bỏ miền màu trắng ra. Đây là miền màu hồng nè, có hai đường biên màu đỏ đó. Hình này gọi là hình vành khăn nè, đây là hình vành khăn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái điểm M bất kỳ bên trong miền D. Ví dụ trong như hình vẽ trên màn hình thì các em thấy điểm M nó nằm trên biên của cái đường tròn lớn đó. Một cách tổng quát thì điểm M là bất kỳ bên trong miền D, có nghĩa là một điểm bất kỳ mà bên trong cái miền màu hồng này các em muốn đặt nó ở đâu cũng được. R nhỏ này là gì? Cái R nhỏ này là module của vector OM, độ dài của đoạn OM đó các em, độ dài của đoạn OM. Còn phi là góc nào? Phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX và vector OM. Rồi bây giờ các em suy nghĩ ha, nếu điểm M mà di chuyển bên trong miền D, di chuyển bên trong miền D
thì góc phi này sẽ dao động từ đâu đến đâu? Nếu điểm M mà nằm trên trục Ox luôn á, trong D nhưng mà trên Ox thì góc phi bằng 0 nè. Nếu mà bây giờ các em cho nó di chuyển theo chiều ngược chiều kim đồng hồ đi, ngược chiều kim đồng hồ là chiều dương á, ở đây ta gọi là chiều dương đó, thì góc phi sẽ càng ngày càng tăng. Bắt đầu là trên trục Ox. Điểm M là trên trục Ox là điểm xuất phát nha, trên trục Ox. Và cho điểm M bắt đầu di chuyển theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, góc phi sẽ càng ngày càng tăng. Nếu đến OE này á là pi trên 2 nè, góc phi là pi trên 2. À, đến hướng âm trục OX nè là phi bằng pi. Hướng âm trục OE là phi bằng pi 3pi chia 2 nè. 3pi chia 2 và quét qua đây, quét một vòng đi về trục OX thì phi sẽ bằng 2pi. Như vậy góc phi là dao động từ 0 đến 2pi. Bây giờ chúng ta xác định tiếp tục cận của R. Điểm M này á, nếu mà nằm trên đường biên của cái đường tròn nhỏ đó, nằm trên biên của đường tròn nhỏ thì R sẽ bằng bao nhiêu các em? R sẽ bằng pi trên 2. Và nếu điểm M này di chuyển xa tâm O nhất là nằm trên biên của đường tròn lớn nè, thì lúc đó R là bằng pi. Bán kính ha, bán kính thì dao động là từ pi trên 2 đến pi. Rồi, bây giờ cô nhắc lại lần nữa. Góc phi là từ đâu đến đâu? Góc phi là từ 0 đến 2 pi. Còn R là từ pi trên 2 đến pi. R là từ pi trên 2 đến pi. Rồi bây giờ chúng ta tính tích phân. Thì đối với một bài tích phân bội 2 á, thì để trình bày thì trước đầu tiên là các em phải ghi là công thức đổi biến. À, đầu tiên các em phải ghi công thức đổi biến, đặt x bằng y bằng, đặt x bằng r cos phi nè, y bằng r sin phi. Đây là phương trình của đường tròn x bình cộng y bình bằng pi bình trên 4, à, là tương đương với r bằng pi trên 2. Nếu mà các em giải tương đương thì r sẽ bằng cộng trừ pi trên 2, nhưng mà chúng ta sẽ không nhận giá trị âm vì r lớn hơn hoặc bằng 0, nên chỉ nhận là pi trên 2 thôi vì r lớn hoặc bằng 0. X bình cộng y bình bằng pi bình phương thì suy ra là R bằng pi đó, chúng ta chỉ nhận R bằng pi thôi. Cận của miền D được viết lại. Các em viết lại cận của miền D. Cận này có thể được xác định dựa vào hình vẽ. Phi từ 0 đến 2 pi, R từ pi trên 2 đến pi. Và tích phân sẽ được tính như sau. Đây là đề bài toán nha các em, đề bài toán cô viết lại. Đề bài toán là tích phân trên miền D sin căn bậc 2 của x bình cộng y bình trên căn bậc 2 của x bình cộng y bình dx dy. Đối với bài toán này thì vì cận của r các em thấy là nó đi từ một hằng số đến một hằng số, cận của phi cũng đi từ một hằng số đến một hằng số, do đó các em có thể viết tích phân từ pi trên 2 đến pi dr trước, và cũng có thể viết là tích phân từ 0 đến 2 pi d phi trước cũng được. À, các em muốn viết tích phân theo biến nào trước cũng được. Nhưng mà trên màn hình thì cô sẽ viết tích phân theo biến phi trước. Tích phân từ 0 đến pi trên 2 nè, d phi. Đây là cô viết tích phân theo biến phi trước. Tiếp theo nha các em, viết tích phân theo biến R. Tích phân từ pi trên 2 đến pi. Pi trên 2 đến pi nè. Căn của x bình cộng y bình, có nghĩa là nếu mà chúng ta đổi biến sang tọa độ cực á, nó là căn của r bình phương đó. Căn của r bình phương là r. Như vậy chỗ này là sin r nè, chỗ này là sin r. Với mẫu là r. À, các em nhìn ha, cô viết là sin r trên r nè. Sin r trên r nè. Và chữ r này là gì các em? Tại sao có chữ r đứng trước dr nữa? Chữ r đó chính là trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Ha, trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Bài này tính nhẩm cũng được các em. Nhìn cái đề thì rất là phức tạp ha, nhưng mà sau khi đổi biến xong chúng ta tính nhẩm luôn. Bây giờ thử tính nhẩm ha, các em thử tính nhẩm. Chữ R thì đơn giản luôn nè. R và R thì đơn giản luôn. Rồi, hai tích phân này tính độc lập được nè. Tính độc lập rồi nhân đáp số lại. Tích phân theo phi là bằng bao nhiêu các em? Lấy cận trên trừ cận dưới ha, rất nhanh ha. Tích phân từ 0 đến 2 pi đi phi bằng mấy? Bằng 2 pi. Rồi xong tích phân theo phi. Sin R nguyên hàm là gì?
sin r này nguyên hàm là trừ cos r. Trừ cos r thế cận là từ pi trên 2 đến pi là ra mấy? Trừ cos pi. Rồi cộng cos pi trên 2 trừ cos pi là 1. Cộng cos pi trên 2 là 0, tóm lại là tích phân theo r này là 1. 1 nhân 2 pi là 2 pi. À, bây giờ các em xem kỹ trên màn hình như sau. Cô biết ha. À, tích phân trở lại nè, sin r nguyên hàm là trừ cos r nè. Tích phân là từ pi trên 2 đến pi. Tích phân theo phi là 2 pi nè. Các em thấy pi và r chỗ này là trừ cos r. Thấy pi vào là trừ cos pi đó. Trừ cos pi mà cos pi bằng trừ 1, trừ cho trừ 1 là 1. Thấy cận dưới là cộng cos pi trên 2, nhưng mà cos pi trên 2 là bằng 0, do đó chỗ này là bằng 1. 1 nhân 2 pi là 2 pi. Và đây chính là đáp số của ví dụ thứ tư. Giờ là chúng ta đã xem được 4 ví dụ rồi đó. À, các em thấy là qua 4 ví dụ đều thấy là từ bài toán mà trong tọa độ đề cát mà nếu chúng ta đổi sang tọa độ cực á, thì đưa một cái bài toán về một bài toán rất là đơn giản và tính rất nhanh. À, chỉ cần một dòng thôi là chúng ta có thể ghi ra đáp số của tích phân. Giờ cô mời các em xem tiếp một cái ví dụ khác về đổi biến sang tọa độ cực. Ví dụ số 5, tính tích phân sau đây. Tích phân trên miền D của hàm là 1 trên x bình phương cộng y bình phương cộng 1 dx dy. Với D là hình nào? D là miền giới hạn bởi các đường. Y bằng căn của 1 trừ x bình và y bằng 0. Các em cũng giải bài này tương tự 4 ví dụ trước. Để dễ xác định cận của miền D là cận của gốc phi và R thì các em trước hết hãy xác định hình vẽ của miền D là gì. Y bằng 0 là gì các em? Y bằng 0 là trục OX đó. Y bằng 0 là trục OX. Rồi, Y bằng 0 là dễ rồi ha. Còn Y bằng căn của 1 trừ X bình là gì? Các em biết đây là đường gì hay không? Nhìn là phương trình là bằng căn bậc 2 1 trừ X bình phương. À, nếu mà không thấy thì các em là bình phương hai vế lên. À, bình phương hai vế lên á thì suy ra ha, suy ra y bình phương bằng 1 trừ x bình phương, chuyển trừ x bình phương qua vế trái luôn. Như vậy là chúng ta có x bình cộng y bình bằng 1. À, bây giờ thì các em biết đây là đường gì rồi. À, đây là đường gì? Đây là phương trình của đường tròn tâm ô bán kính 1. Phương trình của đường tròn tâm ô bán kính 1. Tuy nhiên có lấy hết đường tròn hay không các em? Làm sao biết là có lấy hết đường tròn hay không? Các em nhìn thấy đây là y là bằng căn bậc 2, là do đó y là lớn hơn hoặc bằng 0. Y không âm đó. Y không âm. Như vậy chúng ta lấy 1 phần mấy của đường tròn? 1 phần 2 của đường tròn phía trên trục hoành. À, phía trên trục OX. Như vậy là nửa đường tròn thôi. Nửa đường tròn mà ở miền y không âm, y lớn hoặc bằng 0. Và trục OX. D là miền giới hạn bởi hai đường. Trục hoành y bằng 0 và nửa đường tròn tâm ô bán kính 1 phía trên trục hoành ở cái miền y lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, cô mời các em xem hình vẽ của miền D cụ thể. Ví dụ đây là miền D. Trục hoành là OX nè, y bằng 0. Rồi đường thứ hai, đó là đường tròn tâm ô bán kính 1 mà lấy 1 phần 2 đường tròn tâm ô bán kính 1. Đường tròn tâm ô bán kính 1, như vậy phương trình của đường biên, phương trình của đường tròn đó là đường biên của miền D đó sẽ là R bằng 1 ha, R bằng 1. Và đây là miền D các em. Nếu miền D như thế này thì gốc phi sẽ chạy từ đâu đến đâu? Miền D, miền D như trên hình vẽ đó thì gốc phi sẽ dao động từ đâu đến đâu? Các em thử xác định ha. Còn R thì sao? R thì rất dễ ha, R thì giống 4 ví dụ trước, R là từ 0 đến 1. Còn phi thì sao? Điểm M là một điểm bất kỳ bên trong miền D, cho điểm M dao động bên trong miền D. Gốc phi nhỏ nhất là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu?
Có phi bé nhất là 0 và tối đa là pi. Rồi. Chỉ cần có hình vẽ nhìn vô là xác định được liền cận của phi và cận của r. Cô viết lại cận của miền D. Các em xem cận của miền D. D là phi từ 0 đến pi. R là từ 0 đến 1. Phi là từ 0 đến pi, R là từ 0 đến 1. Bây giờ chúng ta tính tích phân nha các em. Cách trình bày nè, đặt x là r cos phi nè, đặt y là r sin phi. Đó là dòng đầu tiên ha. Rồi. Đây là phương trình đường tròn tâm bán kính 1 là tương đương r bằng 1 nè. Cận của miền D được viết lại nè. Phi là từ 0 đến pi, r là từ 0 đến 1. Các em có thể xác định từ hình vẽ đó và chúng ta viết lại cận của miền D ở đây. Do đó tích phân sẽ được viết lại như sau. Viết lại tích phân. Đề cho ha, đây là công thức đề cho nè, tích phân trên miền D nè. 1 trên x bình cộng y bình cộng 1 dx dy. Các em xóa bớt một chữ dx dy ở đây ha. Bỏ dx dy ở đây. Ghi một lần thôi. Dx dy x bình cộng y bình cộng 1. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại tích phân nè. Từ 0 đến pi d phi. Các em nhìn cận của miền D nè. Bây giờ nhận xét cận của phi thì sao? Đi từ hằng số đến hằng số, 0 đến pi. Cận của r thì sao? Đi từ hằng số đến hằng số là từ 0 đến 1. Do đó đối với bài này chúng ta cũng có thể ghi cận của r trước kem. Có nghĩa là chúng ta có thể viết là bằng tích phân từ 0 đến 1 dr trước, rồi sau đó mới viết là tích phân theo biến phi. Và ngược lại chúng ta cũng có thể ghi tích phân theo biến phi trước và sau đó chúng ta sẽ ghi tích phân theo biến r. Vì cận của r và phi đều dao động từ một hằng số đến một hằng số thì các em có thể là ghi tích phân theo biến nào trước cũng được. Trong ví dụ này thì cô cũng ghi là tích phân theo biến phi trước. Tích phân từ 0 đến pi d phi. Tích phân từ 0 đến 1. Rồi, chúng ta bắt đầu đổi hàm. Đổi cái biểu thức dưới dấu tích phân nè sang biến mới chứ không có giữ x y nha các em. Là gì đây? 1 trên r bình cộng 1. 1 trên r bình cộng 1 nè. Còn chỉ r này là gì? 1 trên r bình cộng 1 chỉ r này là trị tuyệt đối của Jacobi. Trị tuyệt đối của Jacobi này là chữ r. Rồi, vậy tích phân của chúng ta bỏ bớt chữ dsd ở đây. Các em ghi một lần thôi ha. Bỏ bớt chữ dsd này. Bằng tích phân từ 0 đến pi d phi nhân tích phân từ 0 đến 1 r r bình cộng 1 dr. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân này. Hai tích phân này cũng tính độc lập được các em. Tính độc lập được. Và nhân đắc số lại. Tích phân theo phi á, tích phân từ 0 đến pi d phi là tích phân này là bằng pi nè. Cận trên trừ cận dưới là pi. Rồi tích phân theo r thì tính như thế nào? Cô mời các em xem câu trình bày cụ thể trên màn hình. Tích phân theo biến phi là bằng pi nè. Viết là pi đi. Cái r bình phương cộng 1 này á, nó đạo hàm là bằng mấy? R bình cộng 1 đạo hàm là 2r. 2r vậy cô viết nhân tử và mẫu thêm cho 2. Nhân tử mẫu cho 2 là 2r trên 2 nè. Nhân tử và mẫu cho 2, 2r trên 2. Hàm nào đạo hàm ra 2r trên r bình cộng 1? Đó chính là log của r bình cộng 1. Log u đó. Log u đạo hàm là u phẩy trên u. U phẩy trên u nè. Log u nè, đạo hàm là u phẩy trên u. U phẩy là 2r trên u là trên r bình cộng 1. Pi trên 2 này các em viết lại. Log r bình cộng 1 đó là nguyên hàm của 2r trên r bình cộng 1 đó. Rồi các em thấy cận từ 0 đến 1. Các em thấy 1 vào trước. 1 chỗ này là log 1 cộng 1 là 2, log 2 nè. Thấy số 0 vào là 0, log 1 là 0. Thấy cận dưới vô là log 1 nè, log 1 là 0. Khỏi ghi ha, thấy số 1 vô, log 2. Vậy đáp số của bài này sẽ là pi trên 2 nhân log 2. Pi log 2 trên 2. Vậy là chúng ta vừa xem xong ví dụ. Một ví dụ nữa về đổi biến
sang tọa độ cực khi tính tích phân bội 2. Thì qua các ví dụ này các em thấy là sau khi đổi biến thì bài toán của chúng ta khá là đơn giản ha, và có thể tính đáp số rất là nhanh. Buổi học sau thì cô sẽ cho thêm nhiều ví dụ nữa về tính tích phân bội 2, đổi biến sang tọa độ cực và một bài toán áp dụng tích phân bội 2 để tính diện tích của một miền phẳng. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào các em.